Con này tí anh cho mày ra trận sau. Hello mình xin chào mới tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi bẫy chim má trắng em nhé. Rất là nhiều anh em yêu cầu mình là làm một chuyến đi bẫy chim trà mào má trắng đi, cũng như là đi bẫy chim, làm video bẫy chim đi, bởi vì lâu rồi cũng không đi làm video bẫy chim anh ạ. Thì hôm nay mình có mang hai mồi. Mồi là con mồi non của mình đây, và một con mồi đó là một con mồi của ông anh trai của mình đang treo trên kia kìa. Ở khu này có một con nhưng mà không biết là chim má trắng hay là má lỏ anh ạ. Nổ giọng thì thôi rồi. Cảm giác kiểu đang nuôi con ấy. Vừa nãy thấy nó vào xong rồi bây giờ nó lại ra mất. Đây, mồi mình đang treo ở đoạn trên đây nhé. Tí nó vào mình sẽ zoom cho anh em xem. Mấy hôm trước là mình cũng có làm một chuyến đi với chim trào và má trắng, nhưng mà ở thùng ấy là nó chưa thấy con nào xuất hiện anh em ạ. Còn vừa nãy khi mà di chuyển xuống đoạn đấy này, mình cũng lên bẫy ở trên này, nhưng mà gặp cái làn kia là có một mấy con nó còn kêu quách cọc quách cọc cơ, coi như là nó chưa biết chống bên mái gì anh em ạ. Khoai thật. Nó về cuốn con ở trên rồi anh em ạ. Nhưng mà con này là con má lỏ. Vừa nãy mình thấy cả con mái nó về rồi. Nó cảm giác như không được sung mấy anh em ơi. Đối với cái mùa mà thời điểm mà mình đang đi bẫy căng ấy, là lúc đấy là chim về là nó chơi ác lắm. Còn con này nó về nó chỉ chơi bay vào bay ra. Đây này, mái nó về hộ chiến anh em ạ. Cũng gọi là cuốn rồi. Đang đứng cách lồng tầm khoảng không tới 1 mét. Má lỏ kiểu này nếu mà nó không nuôi con thì mình bẫy được. Còn nếu mà trường hợp nó nuôi con là nó sẽ không bao giờ nó đánh. Anh em cứ để ý nhé, nếu mà tí nó bay vào đánh là nó sẽ chưa có tổ. Còn nếu mà nó cứ kiểu tình hình như mình đang thấy hiện giờ này, nó về đấu xong rồi bỏ đi, về đấu xong rồi bỏ đi thì chắc chắn là nó có tổ rồi. Đứng khá là xa nên là không nghe gió giọng của nó mấy nhiêu ạ. Con này thì màu linh thôi, bốn bộ thì cũng không được đẹp mấy đâu. Ô, có khả năng có tổ anh em ạ. Này con trèo vẻo nó bay, nó bay về đánh cái con trà mào. Không biết là trèo vẻo có tổ hay là trà mào có tổ anh em ạ. Này con trèo vẻo anh em ạ, trèo vẻo là chắc chắn là có tổ ở quanh đây rồi. Đang mấy màu tự nhiên lao cả lôi xuống phá con trà mào luôn anh ơi. Bây giờ trà mào ông cao chạy xa bay lên trên kia rồi. Ở trên này một con này anh em ạ. Cứ coi chèo, cứ coi chèo. Con này như không có mái đâu. Đi rồi. Con này không có mái. Con anh bảo là không có con mái đi cùng là nó đang lấu rộng ở trên này. Lấu với con là mồi non của mình ở bên kia kìa anh em ạ. Nhưng mà nó không dám xuống. Con này cũng là má đỏ anh nhé. Cả cái con mà nó vào chơi mồi của mình treo trên này. Con này cũng không có con. Cũng là má lỏ, nó không phải là má trắng. Một lúc nữa cũng không biết là nó có vào lại không, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình cứ lên bẫy liên tục có khả năng lôi này sẽ tiêu phục thật anh em ạ.
bởi vì nó cũng khá vào sát con mồi của mình rồi. Nhưng mà nó má lỏ thì chắc là mình sẽ không bẫy nữa. Đây đấy mồi đấy. Ở này ở trên này nó có cái con chè vẻ nó hay phá. Chuyên gia về phá chim anh ơi. Má phát tức thật. Ôi xôi ôi. Ôi chóe kìa, nó chóe kìa nhau ạ. Thanh niên cứng đây rồi. Bộ quá to dài luôn anh ơi. Con này cũng vào cuốn ấy mồi. Ô kìa. Lại ra rồi anh ạ. Mái về, mái về. Nói chung là chưa biết má trắng là như thế nào luôn anh ạ. Toàn gặp mấy con má lỏ. Vừa nãy mà lúc mà mình di chuyển ra khỏi khu kia còn gặp một làn nữa cơ. Nhưng mà cũng là má đỏ anh ơi. Chim nó vẫn còn đi thành bầy. Không phải đi thành bầy, mình nghĩ là có một con trống và 3-4 con mái đấy. Nói chung là nó ít trống rồi. Nên là nó mới đi cùng nhau. Còn hiện tại là mình đang di chuyển để xem cái tổ cò ở trên này. Ở bên ngoài trời đang sắp chuẩn bị mưa anh ơi nhé. Tối vào rồi này. Hôm nay nó báo ở trên mình sẽ mưa mà, nhưng mà sáng nó không mưa, chắc là chiều nó mới mưa đấy nhộ. Nên là tranh thủ lên xem có tổ cò ở trên này. Bấy màu không ổn rồi. Không biết con má trắng là như thế nào rồi nhộ. Chắc là một thời gian nữa mình sẽ đi bấy má trắng. Chắc là sẽ ok hơn. Mưa rồi, biến căng rồi. Ô, còn thấy con nào đâu nhở? Ôi vãi thật. À đây này, còn một con anh ạ này. Ôi này. Ôi gầy om luôn. Còn mấy con kia đâu nhở? Vãi thật. À đây này, vẫn còn anh ơi. Này nó nấp bên trong này, tưởng là mất rồi. Chắc là trời chuẩn bị mưa nên là nó không biết chui vào trốn tránh mưa sao ấy. Đây một con ở dưới này, mình em chưa, hai con ở dưới này. Vừa nãy mình gặp một anh trai có lên gắt cỏ ở dưới này, bảo là vẫn thấy bố mẹ nó bay ra ở khu vực này nhá. Mình nghĩ là chắc là bố mẹ nó vẫn biết về nhưng mà coi tuy là mình sờ cái diều của nó hơi gầy là phải thôi, bởi vì là hết tai nạn đến tai nạn khác thì mình nghĩ là kể cả là con người cũng thế thôi. Cái này chắc là từ hôm qua bố mẹ nó cũng không dám về, xong rồi hôm nay thấy nó bay ra chỗ này nhưng mà vẫn đủ cả 4 con. Đây nó ở bên trong kia đó. Con đó này. Con này dưới này. Ôi đừng có chạy xuống. Mưa. Mưa ướt đấy. Ô hai con dưới này luôn này. Đau. Dám mổ tay cho.
Thôi chạy về gần nhà nhanh thôi anh em ạ. Trời mưa tí khéo khi ấy đuổi xe, ủn xe về thì chết. Nhưng mà không mưa mình à, đứng như này chờ bố mẹ nó về, nhưng mà chạy 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 chạy. Ô kìa, mưa to chưa? Ở trên này mưa. Dưới tán cây xoài và lây chính là ngôi nhà của chim chè vẻo. Ba em chè vẻo là mình sẽ chỉ cho ở vị trí này nhé. Nó kêu to quá, bỏ trước nhà thì nó kêu to lại dòng này à. Đặc biệt đấy, con này hình như là con mái rồi. Còn à, hai con này không kêu thì mình nghĩ là hai con trống. Thường thường là con mái nó sẽ nấu ăn cũng như là kêu to hơn mấy con trống ấy nhỉ. Thường thường chim non là thế. Rồi, ok. Ba em nó để chỗ này. Nuôi nó này. Nuôi cờ luôn anh ơi. Nuôi kiểu nuôi én ấy. Mình xài đi. Vừa nãy ở dưới mình mưa, nhưng mà mưa nó được một lúc xong rồi nó là tạnh nhỏ, nó không mưa to như kiểu là lúc mà nó mưa ở trên cái chỗ tổ có, hay là ở dưới này nó đã mưa gần tạnh rồi, nên là chạy về nhà nó cũng ráo nước rồi nhé. Này, xung quanh mình còn mang à con chim săn ra cho nó tắm mưa đấy chưa anh ơi. Con này thì đang tạo dáng này. Nhìn rồi. Hai em ấn đây. Ấn non. Chiều nay là hai anh em ở nhà lại rủ nhau làm một chuyến đi tìm tổ ong nhá. Vừa bắt được một con ong vò vẽ này, bây giờ mình sẽ lắp bông vào cho nó anh em nhé. Ong vò vẽ, ong đỏ. Yeah.
Đây rồi anh em ạ này. Đấy thấy chưa? Ui. Đấy, cuốn nó vào kìa. Ong này là nó sẽ làm tổ trên ngọn cây. Nhưng mà vào cái tháng này là nó chưa kịp ít nên là nó vẫn còn ở trong đất như thế. Đi côn vẫn. Ôi trời. Quân nó ra vào nhiều phết. Nhiều lắm à? Ừ. Chưa đâu, quân nó còn nhiều lắm. Trên cái cây. Coi coi. Đấy như thế này ạ. Mày ra một con này. Thả lất ra. Ôi không bịt khang sợ. Sâu đấy, kiểu này nhờ. Chưa chắc là ngon ăn đâu. Thuổng không mang. Hiện tại là ở bên ngoài trời tối anh em ạ. Anh em mình chờ lấy cái tổ ong rồi xong rồi mới về luôn anh em. Đi tìm cả buổi chiều thì chỉ được có mấy một tổ thôi. Mùa năm nay thì mình nghĩ là ong nó không nhiều như kiểu năm trước đâu. Hôm nay đi tìm quân nó ở cái mấy hoa chuối kia. Cả cái hủm này chỉ có mấy quân anh em ạ. Không mấy một tổ này. Quần nó hơn chục con rồi anh ạ. Ui. Thấy cái tổ của giờ anh ạ. Anh em thấy chưa? Tính nhẹ nhàng thôi, vỡ hết tổ rồi. Tổ nó thì được rồi, bây giờ cái anh em mình đang cần tìm là con chúa của nó nhỉ. Sợ là con chúa của nó lại di chuyển trên ngọn cây mà cái tổ cũ của nó vẫn nằm ở dưới này thì coi như cái tổ ấy như vứt đi thôi nhé, nó không có chúa vào đó này. Ui, bò phê đấy, quá khủng luôn anh ạ. Ở bên trong này nó có một cái hang khá to luôn. Chúa còn không? Ra bên này xem nào. Lên.
Xem cái ấy của nó, nếu mà vẫn thấy nó đẻ trứng vào là vẫn còn. Mất sảy thì được rồi. Ừ, quay quỷ đề cái gì đề. Vẫn thấy quá. Ừ. Được. Mày quá anh ạ. Đây. Coi như là cái tổ của nó gỡ ra được một nửa này. Anh em xem nó mẩy chưa? Đấy, trắng bốp luôn. Mẩy kinh khủng luôn anh ạ. Không thấy nó à, nó đẻ trứng vào, với lại tìm con chúa của nó không thấy, định à, mang về hấp ăn rồi. Mày thế. Thế rồi, thế hình như này. Ừ. Phả điều lắm, có phải cái nó ấm ở luôn. Cảm ơn anh. Quần này ít lắm anh ạ. Nhưng mà theo như anh Quảng bảo là lối với những cái tổ ong mà mấy anh em bắt trước ấy, là cái tổ này là nhỉnh hơn rồi. Một quả trứng gà. Với cái tổ mà anh Quảng bắt trước này, nó chỉ có một phên thôi. Cái phên nhộng của nó ấy. Còn này có hai phên, xong rồi quần nó cũng nhỉnh hơn anh ạ. Chắc là bây giờ mình sẽ buộc, xong rồi tí nữa mang ra treo ngọn cây. Xong rồi đến cái tháng 11, tháng 10. Ong này, loại ong này hình như để chỉ đến tháng 10 sao anh ạ? Tháng 10. 15 tháng 10 là bắt đầu bắt. Lúc đấy lại có video gọi là bắt tổ ong, lốt tổ ong, ăn tổ ong, gọi ong, nhộng ong, bái ong. Nói chung là các kiểu về ong luôn. Chắc là mấy hôm nữa là nếu mà có cái kèo nào mà đi tìm tổ ong dễ hoặc là ong bạc chán ý, là mình sẽ quay một chuyến nữa như nhé, đi tìm tổ ong. Còn như thường thường bây giờ chỉ có cái loại ong này thôi, cũng không loại này nó không được to mấy tổ nữa. Bây giờ thì mình buộc nốt xong rồi tí mang lên treo, và chắc là video mình cũng xin phép dừng lại đây thôi anh em nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại người gieo theo. Bye bye.